Dạ hôm nay hàng mới về mà mấy kiến hậu anh em, hàng này hàng cũng thị trường cũng hàng độc á. Tại vì mình mua mới nó không có đâu. Là kiến hậu của thằng Alpha mà 110 á. Mà là 2021 nha, hàng tháo xe nha. Thì anh em đi mua mới á, là toàn là hàng mới không à, đâu có hàng tháo xe. Thì em mua được như đây là của thằng qua Alpha 110, hàng tháo xe ra trong trong hát Honda tháo ra luôn. Đó, giờ anh em dọn xe phu chờ 1, phu chờ 2 gì cũng đẹp trơn ha. Đó, quay rim đều được hết. À, kể cái gọng nó ngắn á. Nè, anh em đầy số 21, đóng đắt 21 không? Đó, hàng rim tháo xe luôn, anh em chạy nó không có bị kêu. Không nó thứ nhất là mình chạy nó không kêu nè. Đó. Thứ hai là mình chỉnh đồ nó dễ lắm, chỉnh nó cứng, đồ rin mà. Còn ba đầu mới á, thì mình mua cặp đâu nhiêu tiền đâu, hình như cặp có mấy chục gì à. Mà đầu dởm á chạy nó kêu lắm. Rồi 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 cặp 2021 không á. Đây đời 2021 rồi nè ha. Bây giờ mấy anh em có tiền mà anh em đi mua kiến hậu rim tháo xe ra nó cũng hơi bị khó á. Mới tháo ra luôn, trong hết Honda về luôn. Cái này thì cái má đùm thôi, không sao. Cái này mình mua về mình bán vô mấy cái bánh mâm á. Thì kiến hậu ghim này là một cặp 250 nha anh em. Một cặp 250 rồi 2021 tháo xe của Alpha 2021 ra gọng ngắn nha. Cái gọng ngắn, cái gọng là tức là cái sắt này là nó ngắn. Một cặp 210 chục ngàn, 250 chục ngàn á. Hàng ghim tháo xe, còn mấy cái mới thì nó có mấy chục ngàn thôi, một cặp thôi. Nhưng mà mới thì cái chất lượng nó không bằng đâu. Về mấy cái xe cũ như của mình là nè, ta bẻ để ta đi lôi các em ha. Mấy xe cũ của mình là qua, thứ nhất là qua Alpha lốc trắng lốc đen nè ha. Đó, phu chờ 1, phu chờ 2, phu chờ mập. Nói chung là xe số mà mình dọn kiển đó, dọn trắng zin đó, mình để cho cặp kiến này là chạy nó vững lắm, gọn ngắn đẹp. Rồi cặp tới 250 rồi nha anh em. Anh em nào mua thì điện Vũ hay số điện thoại của Vũ là 0383325993 đó. Số điện thoại ở trên màn hình đó, cái số 0798014493 đó. Mấy số đó để dưới phần mô tả đó. Nè ha. Mới 99% nha anh em. Đó. Mới xin đang nhám ta mới 99% ở trong hết tháo ra nè, 2021 nè ha. Đó đó 21 đó. Này 100% luôn cho 99. À, anh em điều khiển dễ. Đời lên không có bị rè cái đồng kiến này nè ha, nó không bị rè. Rồi mặt hàng này có tiền cũng đi mua cũng hơi khó ha, toàn là chia dãy xe những cái xe nào tháo xe thôi. Đó, thành thử ra giá nó cũng hơi 250 nha anh em. Rồi, cặp mới thì giờ 10.000 thôi. So sánh cái giá luôn, nhưng mà hàng này tháo xe thì chất lượng em hơn. Rồi thân chào anh em nha, hẹn anh em clip khác. Rồi xin chào.